Các nhà khoa học tại Úc phát triển hệ thống khách sạn làm từ kim loại có thể phân hủy sẽ cung cấp nơi ở cần thiết cho một loài cá ngựa đang bị đe dọa tuyệt chủng ở Úc. Lý do mà loài cá ngựa này bị đe dọa là vì mất nơi sinh sống, vì có những thứ biến mất như cỏ mềm và san hô mềm. Vì vậy, những khách sạn cá ngựa chúng tôi để ngoài môi trường hoang dã, qua thời gian chúng sẽ tích lũy nhiều sinh trưởng tự nhiên như bọt biển và tảo, trở thành nơi sống phù hợp cho toàn bộ cá ngựa, thay thế những môi trường sống bị mất hoặc suy thoái trong quá khứ. Ông Mitchell Brennan, giám đốc dự án cá ngựa Sydney, giải thích lý do cá ngựa Wye có nguy cơ bị tuyệt chủng. Cá ngựa Wye là loài đặc hữu của vùng biển quanh bờ đông nước Úc, nhưng theo các nhà khoa học Úc giám sát loài động vật này, số lượng chúng ở cảng Sydney đã giảm gần một nửa từ năm 2008 đến năm 2015. Số lượng cá ngựa Wye ở bờ biển phía bắc New South Wales giảm khoảng 95%. Cá ngựa Wye, hay còn gọi là cá ngựa Sydney, là loại cá ngựa thứ hai bị xếp vào danh sách bị đe dọa toàn thế giới với nhiều loài động vật khác ở Nam Phi. Đây là loài động vật đầu tiên nằm trong phân loại bị đe dọa ở Úc và chủ yếu là do tác động từ con người, trong đó có ảnh hưởng chúng ta gây ra cho môi trường sống của chúng, ông Brennan nói thêm. Thiết kế của các khách sạn này mô phỏng bẫy cua cũ, môi trường sống quen thuộc của cá ngựa. Chúng được lắp đặt ít nhất một tháng trước khi thả cá ngựa để tạo bọt biển và nhiều loại chất thải biển khác tích tụ. Qua nhiều năm, lớp kim loại sẽ vỡ ra và phân hủy, để lại một dạng san hô bán tự nhiên, không chỉ đem lại lợi ích cho cá ngựa, mà còn cho cả hệ sinh thái rộng lớn ở cảng Sydney. Kết quả từ các đợt thả trước đây có nhiều hứa hẹn. Trước đây có một đợt thả tại Vịnh Chowder vào tháng 5 năm 2020, có 90 con cá ngựa được thả tại Vịnh Chowder, và sau một năm, 20% số cá ngựa này vẫn ở lại các khách sạn cá ngựa, vì vậy đây là một dấu hiệu thực sự tích cực ban đầu. Ngoài ra, có 9 con cá ngựa được quan sát là đang mang thai ngoài tự nhiên là một điều thực sự tích cực cho khả năng sinh sản thành công của chúng sau khi được thả, theo ông Brennan. Trong 12 tháng tiếp theo, đội ngũ tại đây sẽ tiếp tục giám sát số lượng cá ngựa bằng thẻ gắn trên người chúng. Theo thanh niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.